Vâng, bến chào quý anh chị em. Thì ngày hôm nay kênh xe đẹp giá rẻ xe đẹp vừa cập bến cho quý anh chị em một mẫu Toyota Vios đời 2016 nha quý anh chị em nha. Dòng sedan 5 chỗ 2 đầu, dòng xe quốc dân. Đấy, 5 chỗ 2 đầu. Bản E, bản đủ nha quý anh chị em. Dòng Vios thì nó cũng có hai bản, đó là bản E và bản G, hay là gọi là bản Limo. Thì trước màn ảnh quý của anh chị là bản E đủ đời 2016. Nó trang bị phanh điện tử ABS, cả 4 bánh đều là phanh thắng đĩa hết nha quý anh chị em bà con nha. Đấy, cả 4 bánh đều là phanh thắng đĩa hết luôn. Xe khá là đẹp quý bà con à. Màu trắng nguyên zin nguyên bản. Đấy, 2016 bản E đủ nha. Đấy, xe có cảm biến lùi, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Nói chung rất là đẹp luôn quý bà con. Bản đủ mà quý bà con mua chiếc này về chạy rất là ok. Quý bà con mà mua xe ở thành phố, em có thể hỗ trợ cho quý bà con đăng ký Grab luôn, chạy kiếm thêm thu nhập nha quý bà con nha. Đấy, Toyota Vios E. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá là ok, chỉ có 5,4 lít cho 100 cây số thôi. Đấy, mọi thứ còn rất là đẹp luôn quý bà con. Nước sơn si căng bóng nha, 2016 nha quý anh chị em nha. Đấy, rất là đẹp luôn nè. Đấy, bản E đủ nè, full ốp mẹ chrome, đồ chơi, nước sơn si thì khỏi bàn, đèn đuốc nói chung mới tinh, ốp mẹ đầy đủ. Đấy, bên em là bán xe là lựa chọn những chiếc xe rất là đẹp và phục vụ cho quý bà con. Đó, tắp bô tắp bi rồi nè. Đấy, nhìn rất là keng luôn quý bà con ơi, thật sự là rất là đẹp luôn. 2016 nè nha, 2016 ốc bảnh lề còn đẹp. Vô lăng nè quý vị con, coi vô lăng nè, vô lăng đẹp như thế này thì còn gì đá vàng. Vios E nha, có gương kính điện nè, cụp xe nè. Đấy, màn hình Android nè. Đấy, cam lùi cam hành trình, mọi thứ còn full hết nha quý bà con nha. Cốp chiếc đồ rộng rãi lắm nha bà con nha. Màn hình màn vọng ghế da trần 3D, nói chung là full bộ combo. Bà con mua về là chỉ sử dụng, không phải làm gì thêm. Lót sàn nè, hay lót sàn 3D cho bà con luôn. Trần 3D, ghế 3D. Đấy, full bộ luôn nha. Đấy, keo sùng chỉ thì miễn bàn. Đây. Đấy, bánh thì dày. Đó. Cốp thì rộng rãi đây. Đó, cốp rộng rãi. Quý bà con có thể để được khá là nhiều vô vali. Cái dòng Toyota Vios này là cái dòng Innova, là hai dòng xe quốc dân rồi. Đó, quý bà con chạy rất là bền, có thể chạy Grab, đăng ký kiếm thêm thu nhập thoải mái nha. Gầm bệ thì đây, miễn bàn, miễn bàn nha quý bà con nha. Gầm bệ đẹp lắm. Đó, bô bọng rồi là sáng bon hết. Đấy, xe rất đẹp 2016 nha. Đấy, len ken xà beng luôn quý bà con ơi. Chất lượng thì nằm ở miễn bàn rồi, bao chạy bao xài, bao lên đời, gọi là bao đổi trẻ luôn. Đấy, xi nhanh trên gương rồi nè, cụp xe, máy móc đây, cái phần quan trọng là máy móc. Máy móc thì quý bà con khỏi lo rồi. Keo sùng chỉ cabo, đó, keo sùng chỉ cabo bà con coi nè, đẹp ghê ha, tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, keo sùng chỉ cabo tuyệt vời luôn quý bà con. Đấy, phanh ABS nè, để đằng sau đây. Đấy, chống phanh bỏ cứng cả 4 bánh. Và quan trọng là giá cả chiếc xe em để ra nhà mình với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Đấy, giá em để là 200, và chỉ có là 200 mấy thôi, 270 mấy triệu thôi. Đấy, không có keo đâu nha. Máy móc thì miễn bàn nha quý bà con nha. Đấy, máy móc thì miễn bàn nha quý bà con. Xe đẹp nguyên mang. Đó, 276 triệu cho siêu phẩm này nha bà con nha. Đấy, 276 triệu nha. Ai rút hồ sơ gốc quan tâm thì lôi trực tiếp cho em Trường. Số điện thoại 0972 147 247 nha.